Em ơi, dạ nay làm việc hả? Dạ nay bận nhiều việc. Thì hôm nay anh muốn ăn gì để anh nấu? Em nghĩ là ăn tạm thôi, ăn tạm gì cũng được, tại vì cũng bận, anh cũng bận mà. Ăn tạm mì gói nha. Mì gói nóng lắm anh ơi, vừa ăn với em ăn mì gói quá trời rồi. Nóng lắm. Sandwich đi. Ê tạm nha, sandwich. Trời ơi, sandwich sáng trưa chiều tối sandwich ăn không biết ngán là gì luôn hay sao trời. Không được luôn. Ngán quá à. Pizza đi, pizza đi. Trời ơi, em chưa đủ nọng hay gì, em chưa đủ mập sao mà ăn pizza tinh bột không, ăn ba cái gì không mà, anh làm sao á. Không được luôn. Không được, ăn mấy cái đó không được, không được anh ơi. Em, có rồi. Không, anh đổi đến đầu đâu ai ăn. Không có cái này cái kiểu thôi, nhưng mà ý là gà rán anh đặt. Thôi, hôm qua mới ăn gà rán xong, tối hôm qua gà rán rồi. Trời ơi, tạm mà tạm bỡ luôn á thôi. Cái gì tạm ta, em muốn ăn cái gì? Giờ anh gọi qua bên kia, anh đặt giùm em một phần bún đậu bún tôm mình. Một phần bún đậu bún tôm mình đặt thập cẩm đi, đặc biệt full topping. Khi mà đậu á là mình làm giòn, giòn lên thì rụm cho em, giòn mình mấy bao. Mình ăn thịt á, thịt ngụt thịt đó là mình làm cho nó chín tới, vừa tới thôi nha, đừng có chín quá, hiểu không? Rồi nhiều dưa leo, full topping. Rau thì mình cho nhiều rau đầy ắp cho em nha. Nhưng mà tại vì ăn cái đó thì mình không hay khát nước, mình cho em hai giờ tắt đi. Tắt đi. Xong rồi hả? Tại phải có điều hết. Ăn rồi là có điều hết. Thì mình ăn kiwi với lại táo Mỹ đi. Kiwi với táo Mỹ đi. Ok. Ok. Ê, nhưng mà ý là cái đó là tạm chưa ta? Tạm thôi. Trời ơi, ăn gì mà cầu kỳ như ăn bị già, ăn bị gói. Rồi ăn sandwich, ăn cầu kỳ quá. Tạm bợ thôi. Đặt. Đấm không? Anh này. Bữa giờ hàng xóm không bị hát bài rồi. Giờ có được nhà mình đi. Nhà mình được thua sao được. Trời ơi, cao kê. Bữa giờ tức cao kê. Hát mình cũng không được mà. Trời ơi, cao đầu kê cổ người ta. Chính xác, bây giờ mình phải làm lợi. Mình mà làm không lợi người ta chửi mình hèn. Người ta không để mình. Mình chơi bốn rồi. Đúng. Anh hát rồi để một bữa. Trời ơi, anh để mình cho đặt vô nhà lâu. Mút. Bây giờ anh mít, chọn bài. Mít đâu, mít đâu. Anh chọn bài. Mít đâu. Trời ơi, đầu tư tính. Đúng là con vũ công 150 ngàn. Đạo ra. Rồi, bây giờ chọn bài. Anh chọn. Anh chọn. Hát bài tủ qua luôn. Tủ. Ừ. Tủ phải hay nha. Hay. Tủ không hay sao à. Lưu. Một lần cái đó. Vô. Tủ em luôn. Tủ em luôn. Trời ơi, chị Bến Hằng còn chơi một thời. Tìm rồi. Mê tìm lắm. Vô. Vô. Một vòng trời đất. Anh ngồi em. Em ngồi em. Ta. Sao mà chung. Không một đất trọng tất tan những hai đứa rồi em ngồi đây hay là đi nhìn nhau đứng thật xa. Ủa là nhìn nhau đứng thật xa. Ủa sao tự nhiên nhìn nhau đứng thật xa vậy. Ủa tự nhiên không được chưa nhà như chỗ mà. Ủa à bởi cho nó thời cơ họ hát cho nghe rồi đưa đưa tâm sự mà nói thẳng với mặt tôi nè, anh cùng đây nè, anh cùng đây không có được chung với anh, không có yêu nhau nữa. Không, đổi bài. Anh chán đúng không? Có đổi bài. Từ đổi bài. Bài khác đi. Đây bài này vui nè. Bài vui nè. Mình cưới nhau rồi, mình về. Ê. Hay là mình cưới nhau đi. Hay là mình cưới nó sao? Cưới hai năm rồi chứ. Bắt cưới. Cưới sớm. Ủa cưới mà đi chơi đâu. Từ từ có chứ, người ta nói từ mà. Vậy là cưới ai? Là lên kế hoạch cưới rồi nè, cái này gọi là hả mà đặt sạc bàn trăm bàn ở đây. Gọi thì bộ hình hỏi thử chứ bây giờ vậy là cưới ai rồi đúng không? Không, không đổi bài. Thôi đổi bài. Là đổi cái bài mình cưới đi chị. Không phải đổi cái khác luôn. Thôi bây giờ mày khác là bài gì? Hát bài nữa đi. Hát bài nữa. Bài nữa là bài gì? Bài nữa. Bài nữa là bài gì? Em nói bài gì ta? Rồi xong nó yêu nữa. Yêu là hiểu. Yêu là chiều. Chiều là thương nhau. Mà không cũng chiều. Là chỉ cần là người ta yêu nhau là hết, em thích là anh biết hết liền liền. Bây giờ anh ngồi cà rờ anh không biết là anh không có yêu người ta bằng cả trái tim của anh. Em khổ quá mà, có gì hái hò gì nữa. Dùng cái bếp giùm em đi. Điện của nhà